lễ chuyển giao PicoSure Pro, công nghệ trị sắc tố số 1 thế giới. Bệnh viện thẩm mỹ Cang Nam và đơn vị phân phối thiết bị thẩm mỹ y khoa iNAM đã ký kết hợp tác chuyển giao công nghệ Laser PicoSure Pro, đột phá trị sắc tố 5.0. Với bức sóng 755 nanomet, hấp thu sắc tố melamin gấp 3 lần, 4 tay cầm cố định, đầu focus platinum, tác động sâu, nhanh, mạnh mẽ hơn, tăng hiệu quả gấp 3 lần. Chỉ cần 10 phút thực hiện, điều trị đa dạng tình trạng nám, tàn nhang, đôi môi, xóa sâm. Với PicoSure Pro thì các bác sĩ rất là nhiều kinh nghiệm ở tại Bệnh viện Cang Nam có thể tư vấn và điều trị thành công cho các bệnh nhân từ các cái ca đơn giản cho đến các ca mà rất là khó kháng trị với các cái hệ thống thiết dược khác. Tất cả các khách hàng khi đến với Bệnh viện Thẩm mỹ Cang Nam sẽ luôn luôn được sử dụng những cái công nghệ mà tiên tiến hiện đại nhất trên thế giới, an toàn nhất. 100% khách hàng tin tưởng và sử dụng, duy nhất tại Cang Nam, Laser PicoSure Pro, đột phá trị sắc tố 5.0, liên hệ tư vấn ngay.